thưa quý khán giả, bảo vệ tim mạch, duy trì cân nặng, cải thiện tâm trạng và còn rất nhiều những công dụng tuyệt vời nữa của giấc ngủ mà chúng ta cần phải biết. Hơn tất cả mọi thứ thuốc trên đời, giấc ngủ chính là bảo chứng trọn vẹn nhất cho sức khỏe. Nhưng trên thực tế, có những người chỉ đơn giản là mong mỏi một giấc ngủ ngon mỗi ngày cũng quá đỗi khó khăn. Ngoài những bệnh lý thì đây còn là thủ phạm mà ít ai nghĩ đến. Góc nhìn đa chiều ngày hôm nay, chúng tôi xin được mổ xẻ vấn đề này. Chỉ với 50 đến 120 ngàn đồng là người tiêu dùng đã có thể sở hữu một chiếc chăn với đủ kích cỡ, màu sắc bắt mắt. Gối hơi, thậm chí giá cũng chỉ dao động từ 20 đến 35 ngàn đồng một chiếc. Vì rẻ nên những sản phẩm này rất đắt khách. Và cũng vì giá rẻ khiến người tiêu dùng có tâm lý không được thì bỏ, không tiếc. Nên khi mua thì cũng chẳng mấy quan tâm là chúng được làm từ chất liệu gì và có nguồn gốc ra sao. Không chỉ được bày bán tràn lan trên các vỉa hè, những chiếc chăn gối này cũng được bày bán ngay cả trong các cửa hàng. Không ít trong số chúng được gắn lên những nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng, thậm chí còn được quảng cáo là được nhập từ Nhật Bản, Hàn Quốc. Trong khi một bộ chăn, ra, gối nệm có chất lượng cũng có giá lên tới cả triệu đồng. Theo quan sát bằng mắt thường cũng có thể thấy, các sản phẩm này đều là loại vải tổng hợp, đường may qua quýt được giấu vào bên trong. Còn chất lượng ruột bên trong thì cũng thật khó để cho người ta tin chúng có thể đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng hay không. Dân, có biết bao điều nguy hiểm ẩn giấu trong bộ chăn ga gối nệm mà chúng ta không thể nhìn thấy được? Đừng vì một chút tiết kiệm và nghĩ loại nào thì cũng chỉ để nằm thôi thì không nên đâu thưa quý khán giả. Vì từ các loại vi khuẩn bụi bẩn cho tới các loại quá chất tạo màu độc hại luôn liền kề mỗi giấc ngủ của chúng ta. Hãy cùng tiếp tục theo dõi chương trình và xem chuyên gia khuyến cáo điều gì. Hơn 100.000 vài 300.000 đó một cái chăn cái nệm thì có thể nó rẻ hơn rất nhiều lần với những cái chăn nệm mà có thương hiệu mà mình thấy trên thị trường. Thì thực ra thì cái chăn nệm này thì mình khi mình sử dụng thì thời gian mình sẽ có những cái lưu ý, nhất là cái nệm. Thì mình như đã nói cái những cái chất liệu của nó làm bằng những cái vật liệu nó không có chuẩn, nó sẽ ảnh hưởng đến là mình làm lâu nó luống rồi nó không có đàn hồi, thì nó làm ảnh hưởng đến cái làm cho cái giấc ngủ mình nó không được thoải mái, không được sâu, rồi nó ảnh hưởng đến những cái bệnh lý về xương khớp, hay là nó cái cơ thể mình nó sẽ bị các cái mạch máu nó bị ép lại, nó không có được lưu thông, thành thử khi mình ngủ như vậy thì cái tinh thần nó rất là mệt mỏi. Biết rằng nguy cơ tiềm ẩn cho sức khỏe là như thế, nhưng không ít người thắc mắc là tại sao chúng ta không siết chặt công tác quản lý? Liệu rằng ở phía sau đó còn có sự nhập nhằng gì hay không? Bên cạnh việc gây ra nguy cơ lây lan các bệnh truyền nhiễm về da liễu và hô hấp, thì chất lượng chăn nệm sử dụng hàng ngày cũng tác động trực tiếp đến các bệnh lý về cột sống, tuần hoàn máu của cơ thể. Bởi với người từ tuổi trung niên trở đi, chất lượng xương giảm dần theo thời gian, thường kèm theo các bệnh lý như thoái hóa cột sống, gai cột sống, xẹp thân đốt sống, hẹp ống sống, có thể có biến chứng chèn ép dây thần kinh, gây tê ở đùi và cẳng bàn chân. Nặng hơn có thể gây teo cơ, thì nằm trên những loại nệm không đạt chất lượng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Nằm không đúng tư thế hoặc nằm có độ cong quá mức sẽ ảnh hưởng đến cột sống, như cột sống bị dẹo, cong, biến dạng cột sống, có thể có những diễn tiến bất thường của những bệnh lý có sẵn từ trước. Ngoài ra, việc chăn nệm trôi nổi trên không rõ nguồn gốc xuất xứ cũng tiềm ẩn nguy cơ nhiễm độc cao do thường được tẩm, ướp, bảo quản bằng hóa chất trước khi được tung ra bài bản trên thị trường. Mới đây, các cơ quan chức năng đã phát hiện một loại hóa chất chính thường được sử dụng trong các loại chăn nệm giá rẻ là formaldehyde. Loại chất này thường được sử dụng với mục đích chống mốc và vi sinh vật khi vận chuyển. Theo cảnh báo của Tổ chức Y tế Thế giới, thì hóa chất này là một trong những tác nhân gây nên ung thư, thường có biểu hiện ở ngoài da như mẩn ngứa, nóng rát khi tiếp xúc trực tiếp với cơ thể. Mặc dù là sản phẩm gắn liền với sinh hoạt hàng ngày của người dân,
Nhưng đến nay, chất lượng, công năng của các loại chăn ga gối nệm lại do doanh nghiệp tự công bố, chứ chưa có cơ quan nào kiểm tra chất lượng sản phẩm bán ra trên thị trường. Đây được xem là một bất cập lớn trong công tác quản lý chất lượng hàng hóa trên thị trường. Và để đảm bảo quyền lợi của người tiêu dùng thì rất cần có những động thái tích cực từ phía cơ quan chức năng khi những gian thương vẫn bất chấp sức khỏe của người tiêu dùng vì những món lời dễ kiếm từ mặt hàng này. Thực tế, những sai lầm khi sử dụng chăn ga gối nệm đều xuất phát từ sự chủ quan của chúng ta. Vì thế, qua những khuyến cáo vừa rồi, mong rằng quý khán giả sẽ biết lựa chọn sản phẩm nào tốt nhất cho gia đình của mình. Còn bây giờ xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.